Thấy bây giờ đó là quan tài của anh Chí Tài đã được đưa vào rồi. Xe nhà hoàng đã chở quan tài của anh Chí Tài vào như vị thấy. Thưa vị, trong chiếc xe màu trắng thì quan tài anh Chí Tài đã được đưa vào. Chúng tôi thấy đó là người ngồi trong xe đầu tiên đó là chị Loan, là vợ của anh Chí Tài ngồi bên kia, tài xế. Thưa vị, đây, quan tài của anh Chí Tài đã được đưa vào nhà thờ, xong cái sự đón chào của tất cả mọi người, trong đó có rất là nhiều những ca sĩ, nghệ sĩ, những người đã từng làm việc chung với anh Chí Tài. Và thưa vị, đó, như vị thấy đây, ban tổ chức ngày hôm nay phải nói là rất là vất vả để mà có thể làm sao cho mọi người đến viếng anh Chí Tài một cách là trật tự. Thưa vị, đó, vị thấy đây, đó là chiếc xe chở thi hài của danh hài Chí Tài. Cảm ơn anh, đẩy đã được đưa đến, xe đẩy đã được đưa đến để mọi người có thể là đưa quan tài của anh Chí Tài lên đây. Phải nói là đây là cái giờ phút cảm động nhất, thưa vị. Đó, chị Loan đã đến phía sau xe cùng với danh hài Hoài Tâm để mà chuẩn bị đón quan tài của anh Chí Tài vào trong làm lễ tại nhà thờ này. Vì thấy đó, chị Phương Loan đã đứng ở phía sau xe để mà chuẩn bị đón danh hài Chí Tài. Ngày hôm nay thì phải nói rất là đông, truyền thông, báo chí, các cơ quan truyền thông. Rồi, nhà họ Hoàng đang sắp xếp để mà đưa quan tài của anh Chí Tài vào. Mọi người đang chờ đợi sắp xếp để mà đưa quan tài của anh Chí Tài, thưa quý vị, từ trong xe của nhà Hoàng vào cái lễ đài để làm cái chương trình lễ viếng trong ngày hôm nay. Chúng tôi thấy có anh Chí Thiện nữa, là anh trai của anh Chí Tài cũng có mặt. Anh Chí Thiện, anh trai của anh Chí Tài cũng có mặt, thưa quý vị. Cũng thấy có anh Chí Thiện luôn nè. Đó. Và anh Hoài Tâm đang đưa bao tay cho tất cả những người sẽ phụ khiêng quan tài của anh Chí Tài, thưa quý vị. Anh Hoài Tâm phải nói là ngày hôm nay nằm trong ban tổ chức, danh hài Hoài Tâm nằm trong ban tổ chức, thành thử ra rất là bận rộn để mà cùng với ban tổ chức lo lắng cho quan tài của anh Chí Tài. Đang hướng dẫn cho các em trẻ cách khiêng quan tài của anh Chí Tài. Và thưa vị, bây giờ xe nhà hoàng đã được mở ra rồi, thì thấy đó là quan tài của anh Chí Tài đã từ từ được nhà hoàng đưa xuống. Anh đưa cái đầu em vô tay đó nha, rồi vô tay nha, ok, rồi em kế tiếp theo đừng vô nghĩ ấn rồi rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ, và bây giờ thì ở quan tài đã được đưa xuống cho chúng tôi chúng tôi sẽ thả xe và để người có thể đưa người bệnh nhân được đưa ra ngoài để chúng ta thực hiện như là phát tang như là những lễ cầu bình an. The other one.
Diễn viên, quý vị đây là diễn viên Thúy Nga. Thì phải nói rằng là anh thấy ngày hôm nay em phát biểu rất là cảm động, xúc động lắm. Trong những ngày qua thì em cũng đã khóc rồi, mà ngày hôm nay em đến em nói không thể nào cầm được nước mắt nữa. Em cho vài lời trong cái buổi tang lễ của anh Chí Tài ngày hôm nay. Nói chung thì cuối cùng thì ngày hôm nay là cái ngày mà mọi người trông chờ nhất. Ai cũng muốn được gặp linh cữu anh Chí Tài lần cuối. Thì những ngày qua thì là những cái ngày mà Thúy Nga đã coi nhiều cái kênh YouTube và những cái thông tin của anh Chí Tài từ Việt Nam và có những cái sự liên hệ với anh em đồng nghiệp ở Việt Nam á, thì mình đã khóc quá nhiều, nhưng mà mình cũng dặn lòng là hôm nay mình đến là mình sẽ không có khóc. Nhưng mà thật sự là cái cảm xúc của mình nó khó tả lắm, tại vì đối với Nga, anh Chí Tài anh cũng giống như một người anh của mình vậy đó, một người anh rất là thân thiết. Anh cũng đã tham gia diễn kịch chung với Thúy Nga ở tại Việt Nam, rồi ở tại Mỹ, trung tâm Paris by Night Thúy Nga này. Tất cả vở kịch Nga đều diễn chung với anh Chí Tài. Rồi những cái kỷ niệm rất là nhiều, mà ngày hôm nay thật sự cái sự ra đi đột ngột của anh nó làm cho mình kiểu nó bị bàng hoàng á. Thực sự bữa giờ thì bình thường thì Nga cũng ngủ rất nhiều, nhưng mà từ cái hôm Chí Tài mất giờ không biết là cái cảm xúc mình nó có bị chi phối, nó lẫn lộn không. Thực sự một ngày Nga cũng chỉ ngủ khoảng 3 tiếng hồ, 3 giờ mới ngủ, 6-7 giờ là mình phải dậy rồi. Kỷ niệm nào mà Nga nhớ nhất về anh Chí Tài? Thực ra đối với Nga, anh Chí Tài thì ảnh nhiều kỷ niệm lắm. Ảnh là một cái người mà rất là chu đáo. Đi show với ảnh mình rất là thích. Giống như mình có một cái người cha hay người anh, một cái người thân thiết vậy đó. Cái gì anh cũng lo cho mình hết, anh tỉ mỉ lắm. Ví dụ như cái quần áo mình rách hay gì, mình hỏi cái kim, anh cũng có. Mình cảm cái mình hỏi viên thuốc, anh cũng có. Rồi mình cần cái gì anh cũng có. Tại vì bình thường một nghệ sĩ đi vali mà đi diễn thì là cái vali nào cũng nhỏ. Ảnh lúc nào một cái vali to, một cái vali nhỏ. Mà đi show nước ngoài á, là lúc nào anh cũng bị phạt tiền hành lý á, tại vì là anh quá kỹ, cái gì anh cũng mang theo đó. Thì chính vì cái sự kỹ lưỡng của anh nó quá chu đáo như vậy mà đến ngày mất vì đi tập thể dục thì thật sự là đó là một cái điều bàng hoàng cho tất cả mọi người á. Chí Tài thì luôn gây cười ở trên sân khấu, ở ngoài đời anh có khó tính không? Không, anh vui lắm, tại anh dễ chịu lắm. Nói chung cái gì anh cũng vui vẻ đó, anh rất là vui tính. Mọi người còn hay lấy anh ra để mà trêu chọc rồi giỡn hớt. Anh không có giận? Không bao giờ ông giận, ông Tài không bao giờ ông giận. Chỉ có vừa rồi, cái đợt vừa rồi cách đây ít ngày là ông giận một cái chương trình đi làm từ thiện gì đó. Mà để cho ông diễn chót á, mà ông phải viết trên fanpage là chứng tỏ phải giận lắm rồi ông mới giận gì đó. Chứ bình thường anh Tài nó không có giận để bụng, anh bây giờ anh biết giận ai giờ. Nên là cái thực sự là cái cảm xúc của mình thì mình không thể nào mình diễn tả được, nhưng mà mình cảm thấy là mình rất là đau. Cảm ơn Thúy Nga, và chúng tôi hiểu được sự xúc động của Thúy Nga khi mất đi một người anh, một người bạn diễn rất ăn ý, một người rất là dễ tính, dễ chịu, hài hước và rất là chu đáo như là lời Thúy Nga nói. Đáo mà anh kỹ càng lắm. Mà đi show lúc nào cũng gọi điện thoại cho vợ rồi hung hít với nhau qua FaceTime đồ, thấy cưng lắm. Hai vợ chồng lúc nào cũng chị bé heo chỉ nhõng nhẽo lắm, lúc nào chứ nói chuyện nũng nịu thấy cưng lắm. Nói chung là thấy chứng kiến hết. Chứng kiến suốt, nói chung là anh Chí Tài anh đi lúc nào gọi cho vợ sao là tụi mình chứng kiến hết. Còn hay chọc ông nó nè, ông vừa tắt máy là ông gọi cho gái. Mọi người là hay giỡn vậy đó. Nhưng mà thật sự anh Chí Tài anh không dám. Ok. Cảm ơn Thúy Nga.